Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại kênh của mình. Như chúng ta cũng đã biết, Lão Già Bang và Goketsu là hai bậc thầy võ thuật. Họ rất mạnh mẽ trong giải đấu Super Fight và cả hai đều từng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu xét về Lão Bang, một trong những già gân lão luyện võ nghệ ở tuổi đời 81, dày dặn kinh nghiệm, ông cũng từng đụng độ những quái vật cấp rồng mang sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, liệu già gân của chúng ta có thể chiến thắng tên quái vật Goketsu, kẻ mang trong mình sức mạnh quỷ dữ và cả sự thông minh của con người? Và hôm nay, chúng ta hãy cùng đưa ra những giả thuyết phân tích xem, nếu như bạn và Goketsu đụng độ thì ai sẽ chiến thắng nhé? Bang, già gân nhất phim. Ngay tiêu đề, mình đã chốt ngay cho Bang một cái tên, già gân chính hiệu, và là người biết được sức mạnh của Saitama, thuộc team những anh em chí cốt với nam chính của chúng ta. Ông ở vị trí hạng 3 cấp S, được công nhận là một trong những anh hùng mạnh nhất trong hiệp hội anh hùng. Đại diện cho phe anh hùng, Bang không chỉ sở hữu sức mạnh võ nghệ, mà ông còn là một người có nền tảng đạo đức vững chắc, như cách ông đồng cảm với Saitama khi bị mọi người ném đá vì hành động phá vỡ thiên thạch khiến cho nhà cửa của họ bị tan hoang. Ông sống rất có trách nhiệm khi Garu, một trong những cậu học trò của ông, đi săn anh hùng. Điều đó khiến cho ông nhấp nhổm về trách nhiệm của một người thầy. Nhìn chung thì Bang là một anh hùng hoàn hảo ấy nhỉ. Ông rất biết nhìn người, là một anh hùng tốt và sống có trách nhiệm, lại còn mạnh mẽ về võ thuật nữa chứ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói về tuổi trẻ dữ dội của thầy Bang nhé. Ông đã từng chiến thắng giải Super Fight đấy. Sơ lược về đạo đức và sức mạnh của Bang như thế thì các bạn cũng có cái nhìn tổng thể rồi. Bây giờ thì mình sẽ kể về một thời của tuổi trẻ của cụ Bang dữ dội như thế nào nhé. Các bạn biết đấy, Bang có một người anh trai tên là Bom. Hai anh em rất mê võ thuật. Bang thì phát minh ra một môn võ có tên là nước chảy đá mòn. Người anh Bom thì phát minh ra môn võ gió thổi sắt cuồn. Và trước khi Hiệp hội Anh hùng được thành lập, cả hai đã bắt đầu công việc làm anh hùng từ rất lâu rồi. Vì lúc đó, bọn quái vật đã phần nào nhóm nhen tới con người, khiến cho cuộc sống của người dân không mấy an toàn. Chính vì thế mà anh em nhà Bang đã đi làm anh hùng cứu giúp người dân. Đồng thời cả hai đều mở võ đường để truyền dạy võ thuật cho tất cả mọi người, để ai cũng có thể tự bảo vệ được chính mình. Sau này giải Super Fight mới được mở ra, lúc đó Bang mới bắt đầu tham gia và ông cũng đã chiến thắng. Việc chiến thắng trong Super Fight không phải vì tiền bạc hay khoe khoang sức mạnh. Ông thắng trận Super Fight lần đó chỉ muốn truyền tới mọi người về môn phái của mình, mong muốn được nhiều người học võ để tự bảo vệ bản thân trước bọn quái vật. Kể tới đây thôi cũng đã thấy một thời tuổi trẻ của ông rất chi và đầy nọ đúng không? Cho nên nếu mà nói tượng đài võ thuật trong One Punch Man là ai, thì phải nhắc ngay đến thầy Bang, một trong những võ sư sở hữu kinh nghiệm, mang trong mình những kỹ thuật, tay nghề cao nhất trong One Punch Man. Và không chỉ một môn phái mà ông còn sở hữu thêm một tuyệt kỹ võ thuật mà chúng ta đã có cơ hội chứng kiến trong tập cuối cùng của Season 2 trong One Punch Man cùng với anh trai của mình. Cho nên mình sẽ nói sâu về hai môn võ mà ông sở hữu là gì nhé. Võ thuật của Bang. Đầu tiên là nước chảy đá mòn. Theo nghĩa của ông bà ta hiểu thì nước chảy đá mòn được ví dụ như sự quyết tâm, ý chí bền bỉ, việc gì khó tới mấy cuối cùng cũng sẽ làm nên, và đúng như vậy. Trong võ thuật thì đây là một tuyệt kỹ, có khả năng dẫn dắt các đòn tấn công của kẻ địch trở thành một dòng chảy bình tĩnh, không nguy hiểm và kết liễu chúng bằng một đòn đánh mạnh mẽ như một dòng sông đang hoành hành. Những đối thủ nào sử dụng sức mạnh thể lực hay sức mạnh vật lý chính là khắc tinh của thế võ này, tăng top master hay hợp kim đen bóng là một ví dụ. Tiếp theo là toàn phong lưu thủy anh khí không liệt quyền. Một tuyệt kỹ kết hợp giữa quyền pháp nước chảy đá mòn của Bang và gió thổi sắt cuồn của Bom, tạo ra một làn sóng khí khổng lồ oanh kích đối thủ. Kỹ thuật này đã khiến cho bộ giáp cứng rắn của Red trưởng lão bị vỡ nát. Và ngoài ra, nó cũng tạo ra một luồng chớp sáng gây lóa mắt người xem, để lại cho chúng ta một ấn tượng về quyền pháp bá đạo. Và đây cũng như là một lời khẳng định Bang thừa thắng nếu như hạ Goketsu với tuyệt chiêu này. Tuy nhiên sẽ khó khăn hơn khi chúng ta biết rằng đây là một kẻ thông minh và vạm vỡ, to lớn. Một lão già tuy có sức mạnh vượt xa các anh hùng tiêu chuẩn cấp S khác, nhưng sự bền bỉ và sự chịu đòn có còn đủ sức để có thể một mình hạ Goketsu, một quái vật cấp rồng không?
Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói tới Gokesu, quái vật cắp rồng này nhé. Gokesu trước kia cũng là một con người, cũng biết võ thuật, nhưng sau khi bị Gioro trù mến thì hắn đã ăn tế bào quái vật nhằm tăng sức mạnh trong mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi hắn thấy sự yếu đuối, một kẻ thắng giải Super Fight nhưng lại thua cuộc thê thảm khi đối đầu với Orochi, cho nên quyết là một con quái vật mạnh mẽ, tham gia vào hiệp hội quái vật và làm một trong những kẻ điều hành tại đây. Và lúc trước mình có nói qua tại sao cắp rồng lại có những tên mạnh và bọn chúng thật sự khó nhai, nhưng cũng có những con cắp rồng nhai dễ như ăn cháo, giống như Bakugan vậy. Đó là vì cắp rồng cũng được phân ra tùy hạng như anh hùng cấp S vậy. Có anh hùng cấp S hạng 1 thì cũng sẽ có anh hùng cấp S hạng 10. Cắp rồng cũng như vậy, có hạng 1 như Gokesu thì cũng sẽ có cắp rồng hạng 10 như Bakugan. Và đúng thật như vậy, một cắp rồng mạnh mẽ như Gokesu chỉ cần một ngón tay là có thể đẩy lùi tất cả các đòn tấn công từ Bakugan, mặc dù hắn cũng là quái vật cắp rồng. Gokesu chỉ hạ Suiryu, một tên thắng giải Super Fight cùng với võ nghệ cao cường, nhưng vài cái đạp chân, vung tay, búng nhẹ đã khiến cho Suiryu gần như muốn tàn phế, hay dễ dàng hành hạ Genos, anh hùng cấp S khi chỉ cần đi ngang qua. Với hình thù bự con, to xác xuất hiện cũng khiến cho hồn bay phất lạc rồi. Hắn cũng là một trong những quái vật có hình người khổng lồ nhất trong One Punch Man, mang trong mình những kỹ năng võ thuật vượt trội. Và nếu như đụng độ, hắn sẽ trở thành một trong những đối thủ nặng ký nhất của thầy Bang. Vậy thì quá khứ của Gokesu thì sao? Hắn đã từng thắng giải Super Fight luôn đấy. Cũng giống như Bang, Gokesu đã từng thắng giải đấu Super Fight đầu tiên, còn thầy Bang cũng thắng giải nhưng chưa rõ là ở lần nào. Tuy nhiên, theo như quan điểm của mình nghĩ, thì thường các trận đấu luôn có sai sót, đặc biệt là lúc mới mở ra lần đầu tiên thì tiếng tăm của giải đấu này cũng chưa được nhiều người quan tâm lắm. Thế nên trình độ võ thuật của Gokesu lúc thắng giải có thể chỉ là do một chút may mắn. Và đương nhiên, về kỹ năng, độ điêu luyện trong võ thuật, Gokesu cũng thua xa thầy Bang. Nhưng xét về độ trâu bò thì chắc chắn thầy Bang không tài nào so nổi với Gokesu rồi. Hắn vừa trẻ vừa khỏe lại ăn tế bào quái vật thì quả hơi khó chơi. Nhưng mình cá, với một tên thông minh biết tính toán như hắn thì thầy Bang ắt sẽ dùng đến tuyệt chiêu bẻ cong ý chí đạo đức để có thể hạ bệ được tên trùm này, hoặc lôi luôn anh em dòng họ với tuyệt kỹ toàn phong lưu thủy anh khí không liệt quyền. Chơi luôn chiêu này thì có vẻ hắn sẽ trở về với cát bụi thôi. Chắc Gokesu đầu đầu lắm đây. Về võ thuật Gokesu thì hắn cũng là một bậc thầy võ thuật đấy. Mình đã tham khảo cũng như tìm hiểu các thông tin về môn võ mà Gokesu sử dụng là gì. Nhưng tất cả những gì mình biết thì hắn được mệnh danh là bậc thầy võ thuật, chứ không nói về môn phái hay tuyệt chiêu gì cả. Cho nên tới giờ mình vẫn không biết. Nhưng khi nhìn cách tấn công của hắn thì hắn cũng khá giống Saitama đấy. Tuy Saitama không dùng võ thuật, nhưng hắn và Saitama đều không dùng quá nhiều sức lực để ra tay. Có thể thấy hắn biết được sức mạnh to lớn của mình như thế nào, nên ít khi dùng sức lực nhiều như độ nhanh nhẹn, độ phản xạ tốt và mọi đòn tấn công võ thuật của Bakugan hắn đều phá chỉ trong một cái chớp mắt. Điều này cũng được Suiryu công nhận, kỹ thuật của hắn hơn mình rất nhiều. Cộng với sức mạnh mênh mông, cường hóa bản thân mình bằng sức mạnh quái vật thì bảo sao Orochi lại tin tưởng hắn đến thế. Kết luận, tuy Bang và Gokesu chưa bao giờ đụng độ nhau, nhưng nếu xét về quan điểm và tất cả những gì phân tích ở trên của mình, Bang có thể sẽ thắng Gokesu khi hắn đang ở dạng người, nhưng Bang sẽ không thể đánh lại Gokesu khi hắn hóa thành một con quái vật cấp rồng mạnh mẽ như vậy. Đồng ý là Bang sở hữu võ thuật mạnh mẽ, một tượng đài về võ nghệ, nhưng tuổi cao, sức yếu, chứng bệnh đau lưng của ông cũng sẽ không buông tha cụ nanh bạc đâu, và Gokesu cũng sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu đó nhanh thôi. Mặc cho những tuyệt kỹ mạnh mẽ mà ông với người anh phối hợp để phá vỡ lớp giáp cứng cáp của Rất Trưởng Lão, hay cùng với tất cả các anh hùng cấp S khác tiêu diệt Mezagat cũng là một tên cấp rồng mạnh mẽ khác, ông cũng đủ sức tấn công Garou liên tục khi cậu học trò trước đó bị vô vàng cuộc rượt dí, thì điều đó cũng chưa đủ chứng minh rằng nanh bạc sẽ cân được Gokesu ở dạng cấp rồng. Không biết các bạn có ý kiến khác không, nhưng nếu ở phiến diện thực tế, ở thời điểm hiện tại thì kết luận của mình là như vậy. Nếu như Bang còn ở thời điểm còn xuân, thời điểm đỉnh cao của võ thuật,
và Gokketsu ở thời Chẩu Tre hay chấp luôn khi hắn biến thành quái vật, thì việc hạ tên cấp rồng là chuyện dễ dàng cho cụ nhà ta rồi nhỉ. Nhưng nếu viễn cảnh đã được diễn ra thì chắc đó sẽ là một màn múa võ hoành tái tràng giữa hai kẻ sừng sỏ nhỉ, kẻ tám lạng người nửa cân cơ mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.